Chào anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục nhận được một cái trả lời cơm điện thôi của khách ở thành phố Vinh đã gửi về cho mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video là sửa chữa trực tiếp luôn anh em nhé. Nếu anh em là mà gặp lỗi như thế nào thì là nếu mà theo đúng video của mình thì cứ làm theo, thì là trên phần bo mạch nó rất là khó, nếu anh em là không có chuyên môn hoặc là không có cách kiểm tra thì anh em cứ theo cái căn bệnh thực tế của mình có thể là làm theo đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái hộp này ra để xem có phải là bên trong là lồ cơm điện hay không nhé. Bây giờ mình sẽ quay camera về đằng sau rồi nha. Đây là hàng của bác tên là Khoa, thành phố Vinh. Cái này bác ấy cho bưu phẩm đi là hàng đi gấp, cho nên là khả năng là cái này tương đối là cước hơi cao. Anh em là mà có nhu cầu sửa chữa thì nếu mà không vội thì anh em cứ gửi bình thường thôi, để tránh tình trạng cước đi cước về nó cao, và cộng lên cước sửa nữa thì nó gánh lên là cái lồ cơm rất là nhiều tiền. Ví dụ như anh em sửa lồ cơm thì là cái cước của nó là cả sửa chữa và cước vận chuyển nó rất là cao nha anh em nhé. Thì anh em cứ gửi cho mình là bình thường thôi. Nếu mà anh em không cần lắm, có đồ nấu ăn rồi thì anh em cứ gửi bình thường, thì để mình sửa xong mình lại gửi lại đó, để tránh bị mất nhiều tiền cước anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra để xem là bên trong là cái gì. Như vậy là con nồi này là con nồi san xoài anh em ạ. Nồi san lia xoài. Bây giờ mình chưa biết là bệnh tình làm sao. Mình xem nào. À đây rồi. Năm nay toàn vớ phải thư thôi anh em ạ. Có một bức thư rồi, hai tờ. Đây rồi. À, có một tờ thôi. Anh Khoa này. Nồi bị hỏng này, do cắm nhầm điện sửa không thay quân IC, sửa lại không thay quân IC bảo vệ mà thay bảo vệ IC 220. Cắm nhầm điện lần 2 thì hỏng UCR. Có nghĩa là bác ấy đã cắm nhầm một lần và không sử dụng điện áp 100V mà bác lại sử dụng điện áp 220V. Thì khi cắm lần hai thì nó không có tác dụng để nó bảo vệ anh em nhé. Như vậy coi như là cắm điện xông thẳng trực tiếp vào mạch luôn rồi. Nó không bảo vệ và nó không đứt mạch nữa. Thì là khi anh em sử dụng điện áp 220 thì anh em cắm vào thì nó vẫn cho điện đi qua bình thường. Đấy, nồi 110 thì anh em phải dùng bảo vệ 100 chứ không nên sử dụng như thế này. Đấy, đây là bác đã ghi chú rất là rõ này. Cắm nhầm điện lần hai thì bị hỏng nhé. Có nghĩa là bác ấy, lần trước bác thay bảo vệ là bác không thay bảo vệ điện 100 và bác đã thay bảo vệ điện 200. Đấy, như này là rất là nguy hiểm nhá. Đã một ca khóa nữa rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra để xem là nó có bị chết sâu hay không nhé. Ok, bây giờ lại phải tháo ra thôi. Anh em cũng tháo hết ốc ở đít này ra rồi nhá. Dòng Salio này nó cũng rất là dễ tháo thôi, không có gì khó cả. Nó chỉ có mấy con ốc ở lắp đít này là anh em tháo ra là được. Sau khi anh em vặn hết ốc ra như này thì anh em cậy ra thôi. Tức là mình sẽ chỉ cho anh em cái lưu ý nhé. Lưu ý này là khi vận chuyển thôi. Anh em lưu ý cho mình là khi anh em mà có gửi đồ ra cho mình sửa đấy, mà các bác ở nơi xa hay là kể cả bất kỳ ở đâu thì các bác lên kiếm cho em một cái hộp xốp, cái em các bác bỏ vào cho em thì các bác gửi hàng đi thì nó không bị khập gãy. Đây như này, khi các bác gửi qua vào cái thùng giấy như này này, bên vận chuyển người ta cũng không biết là bên trong mình có những cái gì đâu, vì là người ta đã vận chuyển lên các xe nhiều loại xe nên là người ta cứ quăng quạt thôi. Thì nếu mà anh em mà có gửi đồ về thì lên kiếm cho mình một cái thùng xốp bỏ vào, thì là khi người ta có bê, người ta ném, người ta vất thì là nó đỡ bị gập gãy như thế này. Như thế này là đang bị
gãy mất cái đế của cái mặt nồi cơm nhé. Thì anh em lưu ý cho mình như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo quai và tháo lớp vỏ ra nhé. Như vậy là mình đã tháo luôn cả hai vỉ ra nhé, vì là cái này bắt buộc mình phải kiểm tra cả xe khiển xem là nó đã bị chập chưa. Đó, đây là vỉ nguồn, vỉ nguồn mình nhìn thấy xem nào, mình cũng tháo luôn vỉ nguồn ra mình kiểm tra qua nhé. Đây là anh em này, đây là vỉ nguồn này, đây là con tụ bảo vệ, người ta đã sử dụng tụ bảo vệ điện áp 220, thì coi như là khi cắm vào nó không xông vào đây luôn đâu anh em ạ. Đấy, cầu chì đã lối tắt rồi này, đây, đây con cầu chì đây, cầu chì màu đỏ đỏ nhé, hạt đỗ nhé, đấy, thì là anh em đã lối tắt rồi nhé. Rồi, tiếp theo là trên này hiện tại là không có gì rồi, không còn cái gì để nhắc đến nữa. Thì liên quan đến bảo vệ là một, cầu chì hạt đỗ này là hai, còn cầu chì nguồn, cầu chì dùng cho công suất thì vẫn còn nhá anh em nhé, vẫn còn như thế này thì có nghĩa là khả năng là công suất vẫn là chưa bị chập. Rồi như vậy là kiểm tra qua như vậy. Tiếp theo là cáp này, cáp anh em đã cắm trần đầu cáp rồi nhé. Đầu cáp anh em đã cắm bị sờn này. Đó, cáp này giờ mình sẽ nhìn xem là nó là bao nhiêu chân. Cáp này của nó là 23 chân. Cáp 23 chân anh em nhé. Cáp này bên mình hiện tại đang không có cáp. Cáp 23 chân 0,1 mm. Rồi. Bây giờ mình sẽ cáp thì tính sau đi. Cáp thì tí nó cắt đi mình làm lại thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ phải kiểm tra đo xem là nó có bị chập IC khiển không nhé. Để tìm được xem là nó có bị chập IC khiển không thì anh em sẽ tìm cho mình những cái con tụ 5V. Đây những con tụ dán này này, nó ở gần con IC này, thì anh em sẽ đo cho mình xem là cái con tụ đấy nó có bị chập hay không nhé. Phải đo hai chiều nhé anh em nhé, nếu mà anh em đo một chiều là nó cũng không chính xác đâu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhìn xem nào. Anh em cứ nhìn thấy con nào gần thì anh em đo thôi. Nếu mà nó chập là coi như là cái nồi này nó mất đi rồi. Bây giờ mình sẽ đo xem nào. Anh em phải cạo cái lớp sơn nó đi nhé. Trên mạch này nó có lớp sơn đấy. Anh em phải cạo nó đi thì mới đo được chính xác. Rồi, hiện tại mình đã đo gần ở mấy con IC này vẫn chưa thấy gì anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên trên bàn mổ đã. Mình nghiên cứu nhé. Mình đo rồi là mình sẽ chỉ cho anh em chỗ chập và chỗ hỏng luôn. Ok. Hiện tại là cái cáp này sờn nhé. Mình đã cạo sang cái cáp khác. Với mình vẫn sử dụng cái cáp của nó nhé. Và mình cắt cái chỗ sờn đi. Cạo một cái lớp cáp khác để mình cắm lại cho chắc chắn. Thì bây giờ mình sẽ thử điện xem là nó có bị vấn đề hay không. Ok nhé. Sau khi kiểm tra này thì đường cáp mình đã làm lại. Và khi đo thì nó vẫn bị đứt hai sợi cáp anh em nhé. Thì mình đã lối thay bằng hai sợi dây đồng đây rồi. Thì lối luôn sang hai bên luôn. Thì khi ghim nguồn lên thì đang không lên nguồn thì mình đã thay một con thạch anh ống và một con thạch anh 20 mê. Đây, nó đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào nhé. Cắm nguồn đã nó lên giờ nó lên lỗi là được. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào. Ok, bây giờ mình sẽ cắm vào nhé.
bấm thử luôn. Đấy, thì bấm vào nó lại bị lỗi như này là có nghĩa là nó đã nhận tín hiệu, có nghĩa vì vì xử lý đã ok. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào máy để test xem có còn lỗi gì không. Con này may là nó không bị hiển anh em nhé, nó bị lỗi cáp này, và phần nguồn mình sửa phần ở bên vỉ khiển mình thay hai con này nhé. Con vỉ nguồn, vỉ nguồn thì mình thay cho lại cho bác cái con phụ bảo vệ 110 và con cầu chì. Cầu chì của bác ấy là con màu vàng này, là màu đỏ này này. Đấy, thì mình thay cho bác cái con này thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại. Ok, mình đã bắt tạm này thôi nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đun thử xem thế nào đã. Rồi hãy lắp vào anh em ạ. Rồi này lắp vào ngay này nó kê cái gì lên đã. Thế này. Mình sẽ đổ tạm một ít nước vào đây để đun. À, hết mũi rồi, không biết là có bị covid không anh em ạ, chết dở. Dịch bệnh bây giờ khó khăn, đã khó khăn thì chết là còn sợ lây covid. Bây giờ mình sẽ cắm điện anh em nhé. Qua này mình đang bị nghẹt mũi đấy. Rồi, thời gian đã chuyển rồi, bây giờ mình sẽ ấn nấu nhé. Ok, như vậy là đã thành công. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Đây, mình sẽ quay cho anh em này. Như vậy là con nồi này là con nồi xe lưa san xoài của bác thành phố Vinh. Đấy, anh em lưu ý cho mình là nếu mà không có con tụ bảo vệ 100 thì anh em nên đặt mua. Chứ còn nếu mà anh em gắn con tụ 200 này vào thì tốt nhất là anh em đừng gắn nữa, đỡ mất công. À, cái này là không gắn thì anh em để dùng tạm thôi. Nhưng còn nếu mà để dùng lâu dài thì một là anh em đấu cái chống cắm nhầm vào đây, hai là anh em phải thay con tụ bảo vệ khác nó bảo vệ cái mạch này, chứ không là anh em cố tình xài mà cắm nhầm là nó sẽ gây ra hỏng nhiều hơn, thì lúc đấy là chi phí sửa nó sẽ đắt hơn. Đấy, hoặc là không sửa được, đắt hơn thì cũng đã dùng được nhưng mà đây còn không sửa được thì nó mất đi, nó lãng phí đi. Thì video mình xin dừng tại đây, để anh em nào mà có nhu cầu sửa chữa thì liên hệ. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh và theo dõi kênh.